trưng bày một số mặt hàng bóng bóng của Gia Ninh. Thì kệ trưng bày Gia Ninh nhưng mà sản phẩm này là bóng hay săn. Trên là trưng bày các loại ổ cắm chịu tải của Omisu, ổ 2, ổ 3 và ổ 4. Mình có mới kệ dạng đông nhưng không có hàng. Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi đang đứng tại An Dương, Hải Phòng. Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cửa hàng thiết bị điện nước ở An Dương, cửa hàng Thanh Thủy. Thì tôi sẽ quay khung cảnh xung quanh cho các bạn xem. Cửa hàng điện nước Thanh Thủy thì ngay ngã ba, một con đường ngã ba đâm thẳng ra mê đây rồi. Bên trong cửa hàng điện nước này có những mặt hàng gì thì mời các bạn cùng tôi cùng vào xem cửa hàng này có những mặt hàng gì. Xin mời các bạn hãy theo chân tôi. Thì trên trục đường này có rất nhiều xe đi lại. Tôi đi phải cẩn thận. Mời các bạn cùng vào. Đập vào mắt tôi thì bên ngoài thì là trưng bày tất cả các loại gạch men, mặt hàng trưng bày gạch men. Bên đây là các thùng tôn đựng nước. Mời các bạn cùng vào đây với tôi. Trước mắt thì tôi nhìn thấy một không gian rất là rộng rãi và thoáng mát. Đây là các bệ bẹt của Vigracera, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Ngoài ra còn có bẹt Inax, Vinmark. Những mặt hàng bệ bẹt thì rất đẹp, các loại bệ. Bên đây thì là các cút của ngành nước, cút góc các loại. Một cửa hàng rất là sạch, rộng rãi, thoáng mát. Đây là các loại ống nhựa. Các loại ống nhựa. Bên đây là hàng kim khí. Cửa hàng có một khuôn viên cây xanh rất đẹp. Chúng ta có thể xem khuôn viên cây xanh. Có các loại cây trồng trên chậu. Và góc này thì có một góc nhỏ trồng các loại hoa lan. Rất là mát. Chúng ta tiếp tục đi ra ngoài vào trong cửa hàng xem ngoài ra cửa hàng còn có những thiết bị gì nữa. Bên đây thì là trưng bày một số mặt hàng bóng, như bóng của Gia Ninh. Thì kệ trưng bày Gia Ninh nhưng mà sản phẩm này là bóng hay săn. Trên là trưng bày các loại ổ cắm chịu tải của Omisu, ổ 2, ổ 3 và ổ 4. Mình có mới kệ dạng đông nhưng không có hàng. Kệ dạng đông rất đẹp. Đây là hàng các loại bóng nét
bên dưới thì là các sản phẩm dây điện như của Kia Sung, Vituco. Có vẻ như cửa hàng thiết bị tiện nước này bán hàng Kia Sung là chủ yếu, cũng là một hãng thương hiệu rất lớn, hàng rất chất lượng. Sang bên đây chúng ta có thể nắm được các loại thiết bị điện như ổ cắm, phích cắm, đuôi check, đuôi treo của Omiso và bảng điện. Bên dưới là các loại bóng điện. Bóng điện ở bên trên đây là các mặt hàng của Panasonic. Các bạn có thể nhìn thấy là Panasonic thì mỗi một nhà tôi đi thì đều có mặt hàng Panasonic, họ trưng bày rất nhiều. Bên trên đây là các mặt hàng của Sino. Ngoài Pana thì Sino cũng là mặt hàng bán rất chạy ở thị trường Hải Phòng. Các bạn xem các loại cầu dao của Omisu. Qua trên đây là các loại bình nước nóng của Peroni. Bộ áp của Satanda. Bên đây thì trưng bày các loại máy xay sinh tố của Kangaroo, của Koroichi. Của White House. Những thương hiệu cũng có tiếng thị trường. Ngoài ra thì bên ngoài thì trưng bày các mặt hàng bình nước nóng của Kangaroo. Bình nước nóng rồi máy lọc nước của Kangaroo của Tân Á. Rất đẹp. Bên đây là các loại siêu tốc nồi cơm, nồi chiên không dầu, nồi nấu nướng. Đây là bóng điện của Kaizen. Bóng Kaizen thì mới xuất hiện trên thị trường nhưng mà độ phủ cũng rất lớn, vì giá thành rất là rẻ, tập trung vào phân khúc giá rẻ. Đây. Nếu các bạn có thể thấy thì cô có một khu thờ rất là đẹp, hoa thơm rất đẹp. Chủ cửa hàng là một người rất là đam mê thể thao, thích tập luyện nên là đã sắm một con máy chạy, máy tập chạy rất là to ở đây. Bên đây là các mặt hàng đèn tường, rồi đèn trần. Bên trên là các loại sen vòi. Chúng ta có thể thấy thì đây là một cửa hàng cũng rất là rộng, khoảng cách lối đi rất là rộng rãi, đi không bị va quẹt. Là một trong những cửa hàng tôi cảm giác là hài lòng về lối đi nhất mà tôi đã từng qua, đi rất là rộng rãi, không va quẹt. Cửa hàng rất là thoáng mát, nền đá hoa, đi vào rất là sạch sẽ. Tôi sẽ quay cho các bạn tổng quan một lần nữa.
góc kia là góc làm việc của cô chủ. Xin chào các bạn. Vừa rồi tôi đã quay cho các bạn xem một cửa hàng thiết bị điện nước ở An Dương, Hải Phòng. Thì đây là một cửa hàng có diện tích cũng khá lớn và cách bố trí rất là đẹp, gọn gàng và rộng rãi. Các bạn thấy video này hay, ý nghĩa, xin hãy cho tôi một like, một đăng ký kênh để tôi tiếp tục làm những video clip về thiết bị điện nước phục vụ cho tất cả các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.